Các bạn đang nghe truyện tối cường sinh hóa thể trên kênh TV Audio CV. Chương 827, Học viện học viên. Chính nghĩa đảo, có mở cảng hàng hải, bởi vì không có hải tặc nào dám chủ động khiêu khích hòn đảo này, trừ phi là sống quá lâu rồi giờ chỉ muốn chết mà thôi. Mắt đỏ tìm một chỗ tương đối ẩn núp gần bờ biển, Khương Hạo Tuấn lưu lại thủ thuyền, lăng tu, phong lão đầu, cùng với Giao Linh Ngọc thì lên đảo. Các ngươi đi mua đồ ăn và mặc, lão đầu ta đi tìm kim chỉ hướng vừa bước đảo phong lão đầu tiện tay chỉ huy phân phối nhiệm vụ lăng tu quái dị nhìn hắn một cái hỏi ngươi có thể được không Đệt con mẹ nó trên đời không có chuyện gì không mua được bằng tiền phong lão đầu vỗ túi tiền tự tin nói sau khi tiêu diệt nhóm hải tặc thiên yêu sư bởi vì sợ đắc tội với hỏa hoàng hắn vẫn canh cánh trong lòng thẳng đến khi lục soát thuyền của nhóm hải tặc thiên yêu sư được một đống tiền tài thì hắn liền không còn có ý kiến gì, thậm chí Khương Hạo Tuấn vừa nhắc tới hỏa hoàng, hắn liền vỗ ngực thề song sắc nói lên một câu, hỏa hoàng tính là cái cầu gì, lăng tu không có nhiều lời nữa, tức khắc tách ra cùng phong lão đầu. Giao Linh Ngọc tựa như một cái đuôi đi theo phía sau hắn, hắn đi nhanh chút thì nàng cũng đi nhanh chút, hắn đi chậm một chút thì nàng cũng đi chậm một chút, từ lúc đi ra khỏi linh đảo, tiếp xúc với xã hội loài người, tâm tình Giao Linh Ngọc vừa kích động lại vừa thấp thỏm chính nghĩa đảo là một trấn nhỏ phồn vinh trấn trên có rất nhiều cửa hàng quần áo thực phẩm đồ dùng hàng ngày thương phẩm để cho dao linh ngọc hoa cả mắt trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên thấy đồ đạc mới lạ thì liền nhịn không được hỏi lăng tu đó là cái gì ăn dùng chơi lăng tu lúc nào cũng dứt khoát ngắn gọn đáp lại nàng một câu trong giọng nói mang theo một chút lo lắng hắn cũng mơ hồ có chút bận tâm bởi vì người đi đường trấn nhỏ đều nhìn vào Giao Linh Ngọc, không phải là bởi vì Giao Linh Ngọc xinh đẹp, mà là bởi vì cặp con ngươi trong suốt mà lam của nàng. Một đôi con ngươi màu xanh nhạt, như màu ánh sáng ngọc, có một phong cách riêng, như một đóa hoa hồng màu đỏ giữa thể giới trắng như tuyết, làm cho mọi người đặc biệt chú ý, đứng lại, đừng chạy. Đứng lại, nhanh đứng lại cho ta, một tiếng quát mắng truyền đến. Dương mắt nhìn lên, một đám người mặc đồ màu lam sắc đang truy kích một người có vóc người gầy gò, người này liều mạng chạy như điên, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đoàn người nhảy lên, phân biệt nắm hai cánh tay của người này, rồi nắm gáy, cường thế nhấn người này ở trên mặt đất. Hoành Người này tiếp xúc thân mật cùng mặt đất một cái, mặt dính đầy bụi bặm, hắn lạc giọng lực kiệt gào lên, ta không phải là kẻ trộm, ta không có trộm đồ A không có trộn đồ vậy sao ngươi chạy làm cái gì? đúng vậy, rõ ràng là có tật giật mình mà. một đôi nam nữ từ đi lên phía sau, nam thì có thân hình cao lớn, sắc mặt hơi đen, cặp mắt giống như chuông đồng, tướng mạo thật là bưu hãn. người nữ tử thì yêu diễm không gì sánh được, như chim nhỏ nép vào người chăm chú rút vào bên người của hắn. tuy rằng cũng mặc đồ màu lam sắc, nhưng lại có một loại cảm giác như mỹ nữ đang đi cùng giả thú. những người khác thì có cả trai lẫn gái. Sắc mặt hơi lộ ra vẻ non nớt, tuổi không lớn, cũng khoảng 22 3 tuổi mà thôi. Vẻ mặt tên này như đưa đám nói: "Các vị, ta có nhi tử bệnh nặng ở nhà chờ thuốc của ta, hắn nóng đến 39 độ, nếu không uống thuốc hạ sốt hắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng, cho nên ta mới chạy." Nói bậy, ta rõ ràng thấy là ngươi đụng một người khác một cái, sau đó người đó mới bị mất ví tiền, nếu mà không phải là ngươi trộm, không lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? người đàn ông trách mắng người đi đường chung quanh không khỏi dừng chân xì xào bàn tán là người trong học viện hải vệ quân trêu chọc đến hắn sợ là tên kia không có trái tốt để ăn rồi ai nói phải cẩn thận khi ăn nói một chút vì có thể gia nhập hải vệ quân rồi có một chức vị tốt những học viện của học viên hải vệ quân này điên rồi hận không thể xem mỗi người trên đường đều là tội phạm để cho bọn họ có thể lập công đúng vậy có người nói cái tên này đã là học viện năm thứ tư trong học viện hải vệ quân rồi sắp phải tốt nghiệp đang rất cần công lao sau này nếu như đụng phải hắn nhanh chóng trốn đi thật xa chớ để hắn xem như tội phạm rồi bắt vào hải vệ quân học viện thẩm vấn đúng vào lúc này một phu nhân thở hổn hển chạy tới hướng với người đàn ông kia hỏi đã bắt được kẻ trộm rồi sao nhà dạ, không phải là đang bị chúng ta đạp trên mặt đất sao thế văn vĩnh dùng ánh mắt chỉ hướng trên mặt đất rồi nhíu mi, hơi cảm thấy có chút vướng tay chân nói, nhưng hắn không thừa nhận trộm tiền của ngươi, còn nói chúng ta đổ oan cho hắn. Hắn dối trá, ta đang đi ở trên đường, thì bị hắn đụng một cái, rồi ví tiền trên người ta đã không thấy tâm hơi, không phải là hắn trộm thì còn ai vào đây, các ngươi không nên nghe hắn nói, người phụ nữ chỉ vào nam nhân tâm tình hết sức kích động kêu lên. Cô gái xinh đẹp bên người Thế Văn Vĩnh khẽ cười nói, phu nhân xin yên tâm, muốn gạt chúng ta cũng không dễ dàng như vậy, chúng ta nhất định sẽ tìm tiền của ngươi về. Phu nhân người gật đầu, thập phần tin cậy những học viên của học viện hải vệ quân này. Lúc này, hai tay Thế Văn Vĩnh chống nạnh, hét lớn một tiếng, nhấc hắn lên. Người khác đang gắt cao nhấn người ở trên đất nghe vậy, vội vàng nhất người này nên đưa tới, trạng thái tên này giống như Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Ta thực sự không có trộm tiền của nàng, van cầu các ngươi thả ta đi, nhi tử của ta bị bệnh nặng đang ở nhà chờ ta mua thuốc về, van cầu các ngươi. Gầy gò nam tử đau khổ cầu khẩn nói, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hoang mang lo sợ. Bớt nói nhảm, bây giờ ngươi là người bị hiềm nghi phạm tội, khi chuyện này còn chưa làm rõ ràng ngươi cũng đừng mong rời đi. Thế Văn Vĩnh nói, lục soát hắn, khẳng định ví tiền đang ở trên người hắn. Vâng, bảy tám viện học của học viên hải vệ quân tiến lên liền lục lọi trên người không buông tha bất kỳ một cái túi nào từng túi tiền đều được móc ra từ trong ra ngoài kết quả ngoại trừ vài bịch thuốc hạ sốt thuốc thì cũng chỉ có lục soát ra mấy tờ tiền giấy bị nhăn nhúng thế văn vĩnh cao mày suy nghĩ không có lý do a à, lẽ nào hắn không phải là kẻ trộm thật bị lục soát toàn thân ngay trước mặt của nhiều người như vậy đổi lại bất cứ người nào thì cũng đều là một chuyện cực kỳ nhục nhã nhưng tên kia không có bất kỳ chút tức giận gì chỉ dùng giọng cầu khẩn nói các vị hải vệ quân hiện tại có thể thả cho ta đi được không ta cần về nhà cầu các vị khai ân van cầu các ngươi tâm tình lo lắng tràn ngập cả khuôn mặt ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng không có rời khỏi bịch thuốc hạ sốt rơi trên mặt đất nhưng thế văn vĩnh ngẫm lại hắn sắp lập tức phải tốt nghiệp đến bây giờ hồ sơ vẫn đều là một mảnh trống không nếu mà không thêm được một khoản công lao nào dù cho có quan hệ với cấp trên cũng không kéo hắn lên được thật vất vả mới có một cơ hội lập công hắn làm sao có thể đơn giản buông tha được hãy bớt sàm ngôn đi không có ở trên người ngươi thì không có nghĩa bài ngươi không phải là kẻ trộm trên đoạn đường chúng ta truy kích đến đây ở bên cạnh ngươi có rất nhiều người có thể có đồng bọn của ngươi ngươi thừa dịp chúng ta phân tán chú ý đem tiền chuyển cho người đồng bọn của ngươi nói đồng bọn của ngươi là ai thế văn vĩnh lớn tiếng chất vấn quan uổng a ta ta căn bản cũng không có đồng bọn ta cũng không phải kẻ trộm sắc mặt người đại biến mồ hôi lạnh ùa ra như mưa tên kia có tên là vương khải sáng cũng là một ít sinh ý luôn cẩn trọng nhưng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày bị coi như một tên trộm ví hơn nữa còn ở lúc nhi tử bệnh nặng hắn cảm thấy lo lắng sợ hãi bất an vừa lo lắng cho nhi tử ở nhà bị bệnh nặng lại vì tình cảnh của mình lúc này ta khuyên ngươi vẫn nên thành thật nói ra ngươi có bao nhiêu đồng bọn bọn họ là người nào nếu như bị chúng ta mang về phòng thẩm vấn ngươi sẽ ăn nhiều đau khổ hơn nữ hài yêu diễm kia khoanh hai tay để trước ngực mang theo một cái giọng nói hài hước ta không phải là kẻ trộm mà các ngươi muốn ta nói cái gì a à, vương khải sáng khổ không thể nói ra trên mặt tràn đầy vẻ bi thương và nóng nảy thế văn vĩnh hừ lạnh một tiếng hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đánh cho ta bảy tám học viên của học viện hải vệ quân sững sờ một chút một người trong đó khổ sở nói đại ca việc này hình như không phù hợp quy củ chúng ta là người đại diện cho chính nghĩa còn chưa nói xong thì đã bị thế văn vĩnh phất tay quát một tiếng cắt đứt duy trì chính nghĩa có đôi khi phải sử dụng thủ đoạn phi thường phân tử ngoan cố giống như vậy không chịu đòn hắn sẽ không thành thật khai báo nghe lời ấy tuy rằng cảm giác có cái gì đó không thích hợp bảy tám người học viên của học viện hải vệ quân vẫn làm theo lệnh của thế văn vĩnh bắt đầu ẩu đã đối với vương khải sáng Từng từng quyền vào trên người vương khải sáng vương khải sáng vố hét thảm lên quan uổng a ta không phải là kẻ trộm ta không có trộm tiền của nàng ta không có a à, lớn tiếng kêu oan trên mặt lại bị thế văn vĩnh một quyền lời trong miệng nhất thời biến thành một tiếng hét thảm thê lương thế văn vĩnh cắn răng gương mặt hung tướng Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mau đem ví tiền giao ra đây, bằng không ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Hỗn đảng, ngươi mau đưa ví tiền ra đây, giao ra đây a. À. Phu nhân kia cũng nhịn không được xông lại động thủ, dùng móng tay thật dài cào vào người Vương Khải sáng, chỉ chốc lát, trên người Vương Khải sáng đã xuất hiện vài lỗ máu, nàng khẳng định chính là cái người trước mắt này trộm tiền của nàng. Lúc này Vương Khải sáng có cảm giác kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay hắn không thể tin được bản thân sẽ bị người xem thành kẻ trộm phu nhân ta ta thực sự không có trộm tiền của ngươi hắn giải thích tỏ ra vẻ tái nhật vô lực trước một đám hung thần ác quỷ tra tấn người khác trước mặt mọi người những học viên của học viện hải vệ quân này còn có vương pháp hay không hư nhỏ giọng một chút sao ở chỗ này bọn họ chính là vương pháp hải vệ quân cho bọn hắn quyền thẩm vấn cho dù cuối cùng phát hiện ra là oan uổng người khác cũng chỉ cần viết một tờ kiểm điểm nộp lên là không sao. Chính nghĩa đã vặn vẹo, chẳng lẽ bọn họ là muốn vu oan giá họa cho người khác sao? Người đứng xung quanh đã nhịn không được, lòng đầy căm phẫn, nhưng Thủy chung vẫn không có người nào dám đứng ra ngăn cản, ở trên chính nghĩa đảo. Học viện Hải vệ quân và Hải vệ quân đều là hai ngọn núi lớn đặt ở trong lòng tất cả mọi người. Nội tâm Lăng Tu đang dây sóng, hắn coi mình chỉ là một khách qua đường, thị phi trên chính nghĩa đảo thì hắn không có hứng thú quan tâm, cũng không có nghĩa vụ đi quản. Đang chuẩn bị cất bước rời khỏi nơi này, giao linh ngọc sau lưng lại hóa thành một làn gió thơm chạy vội đi ra ngoài. Chết tiệt, cư nhiên lại quên mất nàng, lăng tu chợt cảm thấy đau đầu một trận. Nếu mà không phải là Giao Linh Ngọc có thể trấn an ý niệm giết chóc trong cơ thể hắn, nói cái gì hắn cũng sẽ không mang theo một người thích xen vào việc của người khác như vậy ở bên người lúc này phu nhân kia tựa như giả thú vậy, lớn tiếng trách cứ Vương Khải Sáng lấy trộm tiền của nàng, còn tác một cái vào mặt Vương Khải Sáng. Trả lại cho ta, tên hỗn đảng này mau đưa ví tiền lại cho ta. Khi nàng nâng tay phải lên, chuẩn bị tác Vương Khải Sáng một cái nữa thì, Giao Linh Ngọc đã cầm tay nàng. Phu nhân người quay đầu, nghi hoặc không hiểu nhìn Giao Linh Ngọc, ngươi làm gì, bỗng nhiên ý thức được Giao Linh Ngọc đang ngăn cản nàng, nhất thời cảnh giác, ngươi là một phe với hắn ngươi là đồng bọn của hắn. Giao Linh Ngọc không trả lời câu hỏi của nàng, nhẹ giọng nói, A Di, tiền của ngươi không có bị mất, thời điểm khi ngươi bước ra khỏi cửa mang giày thì thuận tay đặt ở trên kệ giày, quên mang theo nó. Nói bậy, ta làm sao có thể? Vừa nghe lời ấy, người phu nhân tức giận vạn phần, tâm tình gần như không khống chế được, nhưng rất nhanh nàng lại bình tĩnh trở lại, bởi vì nàng phát giác ngày hôm nay lúc ra cửa quả thực mình có đem bao tiền đặt ở trên kệ giày rồi không lưng mang giày, có thể có khả năng khi mang giày rồi quên mất, trực tiếp đi ra cửa. Giao Linh Ngọc không buồn không giận, mặt mỉm cười nói, A Di, ta không nói bậy, ngươi về nhà một chút xem ví tiền có ở đó hay không thì sẽ biết ngay mà. Phu nhân không có nói nữa, bởi vì trong lòng nàng đã có kết quả, nhưng nàng không có lập tức nói rõ rằng mình sai rồi, không có mang ví tiền lại đổ oan cho người khác trộm ví tiền của mình, nói ra chuyện như vậy thì nhất định sẽ rất mất mặt. Ngươi là người nào? Ngươi làm sao biết phu nhân này để ví tiền trong nhà? Cô gái xinh đẹp bên cạnh Thế Văn Vĩnh mở miệng dò hỏi, giọng nói hơi có chút chanh chua. Ta! Giao Linh Ngọc đang muốn nói nàng có thuật độc tâm, có thể thông qua việc cầm tay người khác rồi đọc được một đoạn ký ức của người khác, nhưng lời đến khóe miệng liền lại nuốt trở vào, bởi vì cái này thực sự có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi nói ra cũng sẽ không có người tin vì vậy liền sửa lời nói ta ta là đoán đoán cô gái xinh đẹp mỉm cười cười dùng giọng dẻo cật nói ha ha ta nói ngươi thực sự là một mũi mũi ngốc không có gì chuyện liền nỗ lực thi vào học viện hải vệ quân của chúng ta đi đừng ở chỗ này đoán mò như vậy nếu như tất cả đều giống như ngươi dựa vào việc đoán để phát xét thì chính nghĩa đảo của chúng ta sẽ loạn thành một đống hay sao? này, đừng nói như vậy, ngươi xem ánh mắt của nàng là màu xanh nhạt, không giống như chúng ta, có thể trên người có giác quan thứ sáu thì sao? dựa vào việc đoán cũng có thể đoán ra người này có phải là kẻ trộm hay không? thế văn vĩnh ở một bên trêu ghẹo cười nói, ha ha ha. bảy tám học viên bị chọc cười, nhịn không được cười ha hả. khuôn mặt giao linh ngọc đỏ bừng, nàng cho rằng người trên đảo đều là người thiện lương thông tình đạt lý nhưng lại không ngờ tới họ lại cực đoan như vậy không thèm nghe người khác nói lý chút nào chớ xen vào việc của người khác đi lăng tu lúc này đã đi tới không cho nàng bất luận cái cơ hội nói chuyện nào nữa lôi kéo nàng xoay người liền muốn rời đi chậm đã thế văn vĩnh lạnh lùng nói lăng tu lập tức dùng cước bộ quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi là đồng bọn của người này khi chuyện này không có được nói rõ ràng các ngươi không được đi thế văn vĩnh chỉ vào vương khải sáng đại nghĩa lẫm nhiên nói đúng 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 bọn họ nhất định là đồng bọn bằng không cũng sẽ không đứng ra giúp đỡ kẻ trộm các ngươi nghìn vạn đừng thả bọn họ đi phu nhân lên tiếng phụ họa đồng bọn lăng tu châm chọc cười cười trong đầu các ngươi đều là phân hay sao nói thật đi hắn cũng thống hận hành vi của đám người thế văn vĩnh để cho hắn rất dễ liền liên tưởng đến đám cảnh sát thối nát ở thời đại ở nguyên thế giới. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Thế Văn Vĩnh nhất thời là trầm xuống, nên nhớ hắn đường đường là học việc của học viện hải vệ quân, bất luận kẻ nào cũng đều phải nịnh bợ với hắn, lần đầu tiên bị một người nói như vậy ở trên đường lớn, điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt đầy phẫn nộ cùng địch ý nhìn lăng tu. Hắn nói trong đầu giả đám học viện này đều là phân ánh mắt của phu nhân này đầy vẻ ác độc ở bên cạnh châm ngòi thổi gió gửi hy vọng đem mâu thuẫn này phát triển lên mức tận cùng như vậy nàng mới có thể thoát khỏi việc xấu hổ này thế văn vĩnh nổi giận đùng đùng trừng nàng lập tức cùng bảy tám học viên của học viện hải vệ quân khác bao vệ lăng tu và giao linh ngọc lại hắn lớn tiếng nói vô luận ngươi là người nào nhanh xin lỗi chúng ta giao linh ngọc dường như ý thức được bản thân đã mang đến phiền phức cho lăng tu hướng về phía trước nói xin lỗi là ta không tốt ta xin lỗi ngươi nàng hy vọng như vậy có thể để cho những người này đừng gây sự với lăng tu bỏ qua cho bọn họ tiếng xin lỗi dường như khiến thế văn vĩnh cảm thấy xấu hổ nhưng hắn rất tức giận vì lăng tu vô lễ nói muội tử hiện tại không có chuyện của người quay đầu nhìn về phía lăng tu lớn tiếng chất vấn ngươi có nói xin lỗi hay không lăng tu kéo dao linh ngọc ra phía sau chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói trên cái thế giới này hạng người gì cũng đều có, có vài người có thể nói đạo lý, nhưng có vài người căn bản là không cần nói lý với hắn, càng là nói cẩn thận với hắn, hắn càng kiêu ngạo cùng vọng, nói đạo lý cùng người như vậy thì không khác gì nói đạo lý với một con chó. Vốn không muốn chỏ mõm vào, nhưng đối phương lại chủ động tìm tới, như con chó điên cắn loạn, ăn nói bừa bãi vu hãm bọn họ là đồng bọn của kẻ trộm thì cũng không nói, còn muốn hắn phải xin lỗi, thật là có chút kinh người quá đáng. Thế Văn Vĩnh tức giận đến mức sắc mặt chợt biến, vẫn là lần đầu tiên bị người khác chỉ mặt nhục nhã. Ngươi ngươi ngươi. Chỉ vào lăng tu, nói liên tục ba cái từ ngươi nhưng cũng không có nói ra được một câu đầy đủ. Cô gái xinh đẹp cùng với bảy tám học viên của học viện hải vệ quân khác cũng dị thường phẫn nộ, lạnh lùng trừng mắt lăng tu. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám ở càng rõ ở trước mặt học viên của học viện hải vệ quân như vậy, ngươi thật là chán sống rồi mà. Phu nhân làm cáo mượn oai hùng nói, nàng quay đầu hướng Thế Văn Vĩnh nói, không cần nhiều lời cùng hắn, bắt hắn trở về thẩm vấn là được mà, người này có nhãn thần rất dọa người, không chừng trước đây đã phạm vào đại án gì rồi đó. Câm miệng, ta nên làm như thế nào cũng không cần phải ngươi chỉ huy. Thế Văn Vĩnh nổi nóng, bên cạnh lại có một người đàn bà huyên náo, làm hắn muốn bạc tai ngay vậy nhưng lại bỗng dưng ý thức được đây là đang ở trên đường lớn có nhiều ánh mắt nhìn hắn như vậy thân là học viên của học viện hải vệ quân xuất thủ tác một phụ nữ thì không thỏa đáng tay phải dương cao đến giữa không trung thì chợt dừng lại dù là như vậy người nữ nhân kia vẫn bị dọa sợ đến mức lui lại theo bản năng không dám nhiều lời nữa thời khắc này thế văn vĩnh đã rất tức giận hắn dùng tay chỉ lăng tu mặc kệ ngươi có lai lịch ra sao có cái bối cảnh gì hôm nay ngươi đã là người bị hiềm nghi bị phạm tội cùng với tội nhục nhã học viên của học viện hải vệ quân cái sau ta có thể đại nhân đại lượng không so đo với ngươi thế nhưng chính nghĩa đảo quyết không dung thứ cho người trái pháp luật dư quan liếc mặt bảy tám học viên của học viện hải vệ quân khác kim cương lục soát hắn tỉ Mỹ lục soát vâng vinh ca một người trong đó đứng dậy ứng tiếng nói chậm đã lăng tu dị thường bình tĩnh lạnh lùng nói các ngươi một không phải là lục vệ quân, hay không phải là hải vệ quân có biên chế chính thức, chỉ là học sinh học viện mà thôi, người nào cho các ngươi quyền lực lục soát người khác. Nghe nói lời ấy, Thế Văn Vĩnh giận dữ phản kháng, chúng ta là người giữ gìn chính nghĩa, thiếu tá lạc đại nhân hải vệ quân cho chúng ta quyền lực này, ngươi thậm chí ngay cả những thứ này cũng không biết, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi không phải là cư dân của chính nghĩa đảo. Không biết có phải là hải tặc cơ hờ nữa, Cô gái xinh đẹp che miệng nói, làm ra vẻ như đã rất rõ ràng. Ánh mắt người chung quanh nhìn về phía lăng tu nhất thời trở nên quái dị. Lăng tu đã mất đi hứng thú việc nói chuyện cùng những người này, bởi vì những người này ngoại trừ ăn nói bừa bãi vu hãm người khác thì không làm được cái gì cả. Hắn kéo dao Linh Ngọc, hừ nhẹ một tiếng xoay người muốn đi. Khóe miệng của Thế Văn Vĩnh co rúng, quả nhiên là bị lăng tu không để ý tới mà bị chọc giận, quát lớn, bắt hắn lại, dẫn hắn trở về phòng thẩm vấn vâng cái người gọi là kim cương nghe vậy liền nhào tới hướng lăng tu có tên là kim cương tự nhiên bởi vì hắn có thân thể rắn chắc to lớn nhưng ở lúc này lăng tu xoay người đá mạnh đùi phải động tác rất tinh chuẩn hung hang đá trúng một ngược chỉ nghe hét thảm một tiếng kim cương giống như bị một con ma ngư đụng phải bay về phía sau xẹt qua đỉnh đầu đám người thế văn vĩnh quẳng nện ở trên mặt đất cứng rắn trong miệng tràn ra một cái vết máu sau đó triệt để ngất đi trong lúc nhất thời không gian giống như chết lặng đi vậy mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn lăng tu ai có thể nghĩ tới một cái thân hình không tính là to lớn kia lại có thể dùng một cước đá bay một người nặng đến một trăm năm sáu chục cân một cước kia ẩn chứa bao nhiêu lực lượng a đoàn người thế văn vĩnh càng vô cùng khiếp sợ nghẹn họng nhìn trân trối ở tại chỗ hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần hắn chỉ vào lăng tu cắn răng nghiến lợi cả giận nói, ngươi dám đã thương. Còn chưa có nói xong, lăng tu như một đạo tật phong đi tới bên người hắn, bàn tay vung một cái, bóp cổ của hắn, cứng rắn ngăn lại câu nói mà hắn muốn nói tiếp ngữ. Cô gái xinh đẹp đứng kế bên và những người khác quá sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Mau buông ra hắn. Ngươi muốn đối địch với toàn bộ học viện hải vệ quân hay sao? Buông ra, ngươi tên hỗn đảng này mấy người khẩn trương hướng lăng tu quát lên lăng tu xuất hiện một nụ cười tà mị hắn không phải khác người mà người lại ở lúc không thể nhịn được nữa hắn sẽ chọn cách giết chóc để tẩy trừ tất cả hắn lạnh lùng liếc đám người không buông ra thì như thế nào năm ngón tay chậm rãi co rút lại thế văn vĩnh chỉ cảm thấy khí quản cùng thực quản bị nặng nề đè ép vào một chỗ thống khổ càng ngày càng kịch cảm giác hít thở không thông cảm như từng cơn sóng cuốn lên đại não lúc này dáng tươi cười của lăng tu ở trong mắt của hắn, không khác gì ma quỷ đang nghe răng cười vậy, hắn muốn cầu xin, lại không nói được một câu. Sát ý, máu tanh tàn nhẫn sát chậm rãi phát ra từ trên người lăng tu, trong chỗ sâu đôi mắt nhảy lên hai đạo hỏa diễm màu đỏ tươi, ở trong mỗi người ở đây, đều cảm thụ được một cổ run sợ đến từ linh hồn. Nhưng vào lúc này, lăng tu chợt thoáng nhìn ở đầu phố thì thấy có một cái thân ảnh quen thuộc đi tới, lông mày rậm, môi thật dày vóc người mập mạp có chút tục tằn, mặc dù chỉ là một cái nghiêng người, hơn nữa còn là vội vã thoáng nhìn, thế nhưng đối với cái thân ảnh này hắn không thể nào quen thuộc hơn nữa. Trương Nhất, hắn có thể trăm phần trăm xác định đó là Trương Nhất. Sát khí tiêu tán trong sát na, hắn tiện tay ném thế văn vĩnh ngã ở ven đường, ánh mắt chỉ nhìn chầm chầm vào ngã tư cuối đường, liều lĩnh chạy đi. Năm tháng, đi tới tân thế giới đã năm tháng, trong năm tháng này, Hắn không có giây phút nào không lo lắng cho Trương Nhất và Sở Ly Nguyệt, mà bây giờ, ở nơi này, trên chính nghĩa đảo, Trương Nhất lại xuất hiện, không khỏi làm hắn rơi cảm giác khẩn trương lo lắng. Hắn sợ lần này là một cái mộng ảo giả tạo không chân thật, Lăng Tu chạy tới hướng ngã tư cuối đường, nhìn hai bên đường, trên đường phố ngoại trừ người đi đường thì vẫn là người đi đường, đã không thấy bóng dáng của Trương Nhất đâu cả. Vừa mới rồi là ảo giác sao? Hết thảy hy vọng quy về hư vô trong nháy mắt tâm tình của hắn hạ đến đáy cốc, hai hàng lông mày nhăn lại. Giao Linh Ngọc chạy tới từ phía sau, dò hỏi, Lăng Tu, ngươi thấy Trương Nhất sao? Nói xong, cũng tìm kiếm xung quanh, xem có thân ảnh Trương Nhất hay không. Lăng Tu quay đầu lại nhìn nàng, nhãn thần có chút vô cùng kinh ngạc, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết Trương Nhất? Ta biết thuộc độc tâm, thời điểm vừa rồi cầm tay ngươi thì ta đã thấy. Giao Linh Ngọc nhấp môi đỏ trả lời thuật độc tâm lăng tu cao mày kinh ngạc với việc giao linh ngọc chỉ cần cầm tay thôi mà đã có thể biết được ý nghĩ của mình cô bé trước mắt này ngoại trừ có thể thay đổi thực lực của thiên nhiên càng có năng lực trị liệu cho người khác hiện tại lại hiểu thuật độc tâm hắn thực sự càng cảm thấy giao linh ngọc quá kỳ lạ ngươi biết thuật độc tâm ân ừ, nếu mà ngươi không tin có thể lại để cho ta cầm tay ngươi ta có thể biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì Giao Linh Ngọc gật gật đầu nói. Lăng Tu không nói gì, chỉ bán tính bán nghi nhìn nàng. Giao Linh Ngọc coi như hắn đã ngầm cho phép, nàng như một tiểu hài tử muốn biểu hiện tốt ở trước mặt người lớn vậy, lòng tràn đầy mong đợi cầm Lăng Tu tay, nhắm mắt lại đọc ý nghĩ trong lòng Lăng Tu. Nhưng khiến nàng hoàn toàn không có nghĩ tới là, khi nàng tiến vào thế giới ý thức của Lăng Tu, thì thấy được hình ảnh nhưng là địa ngục vậy. Bầu trời âm u tối nghĩa, không khí đục ngầu tanh tưởi, khắp nơi đều là phế tích tử thi thi thể hư thối đưa tới vô số con ruồi cái này như là một cái thế giới từng bị chiến tranh tàn phá tại sao có thể như vậy lúc này giao linh ngọc tựu như đang dạo bước trong thế giới này trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nàng còn thấy được rất nhiều thứ được chế tạo từ sắt thép lắp đặt bốn cái vòng nhựa bị vất ở trên đường có cái thì đang bị đốt cháy hừng hực liệt diễn phóng lên cao dù cho cách xa nhau hơn 10 thước cũng có thể rõ ràng cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng của nó. ầm uhm. đột nhiên một tiếng nổ đinh tai nhức óc một chiếc xe trong đó nổ tung ba động năng lượng kinh khủng điên cuồng lan về bốn phía cái loại uy thế xé rách không gian này để cho tim giao linh ngọc chợt gia tốc nàng tự nhắc nhở rằng đây là không gian ý thức của lăng tu cũng không có tồn tại chân thực sẽ không thực sự thương tổn tới nàng lấy lại bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước con đường phía bên phải, nàng chợt thấy năm người đang ngồi chồng hỗn dưới đất đang chuyên chú ăn thứ gì đó. Rốt cục đã thấy được người sống, điều này làm cho nàng hơi chút an tâm, vừa mới rồi nàng cho là mình đã đi tới địa ngục rồi. Nhưng ngay khi nàng bước ra một bước thì, thoáng cái liền thấy một cái người bị mổ bụng, nội tạng dầm về máu và ruột đều lộ ra ở trong không khí. Mà năm người kia ăn không phải là cái thứ gì khác, chính là nội tạng cùng huyết nhục của người này, bọn họ dùng tay không móc ruột ra bỏ vào trong miệng, ngay không thèm nhai, mà nuốt như hổ đói, bởi vì ăn quá nhanh, huyết nhục làm cổ chống bọn họ phồng lớn lên, giống như một con mãng xà mới vừa nuốt con mồi, ngay cả huyết quản cũng lộ ra thấy rõ mồn một. Người ăn Người Giao Linh Ngọc thấy da đầu tê dại, hình ảnh như vậy, khiến lông tơ cả người nàng đều bởi vì sợ hãi mà dựng thẳng lên. Nhưng ở lúc này, một người ăn thịt người người ngẩng đầu lên nhìn sang hướng nàng, nàng nhìn thấy cái khuôn mặt kinh khủng nhất mà nàng đã thấy được, thối rửa lưu mũ, mũ quan dữ tợn, mắt không có tròng mắt, phân nửa mặt bên phải đều là máu thịt, có thể thấy rõ ràng lợi bên trong, thấy máu loãng mông lung ở bên trong, lộ ra hai hàng răng vàng đen càng thêm kinh khủng. Con người của Giao Linh Ngọc đột nhiên co rút, đáy lòng phun ra hàng khí, máu tươi trong thân thể giống như là bị cô động lại vậy, chỉ cảm thấy sợ hãi hít thở không thông. A à, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi từ khi năng lực thuật độc tâm được giải phóng ra ngoài. Nàng buông tay lăng tu ra, theo bản năng lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt trên người đều đã toát mồ hôi lạnh. Nàng thở hổn hển nhìn lăng tu, cũng không nghĩ tới lăng tu sẽ trải qua chuyện kinh khủng như vậy. Ngươi thấy được? Lăng tu nhàn nhạt hỏi. Giao Linh Ngọc chưa tỉnh hồn, run rẩy gật đầu. Ân. Ừ. Cảm giác rét lạnh dị thường một trận gió thổi tới lạnh cả người không cần lo lắng cái thế giới kia cách ngươi rất xa xôi lăng tu hơi an ủi giọng nói giao linh ngọc vẫn thấp thỏm bất an như cũ đó là một thế giới nàng không muốn thấy chút nào cái thế giới kia tràn đầy áp lực máu tanh khí tức tàn nhẫn không có khác gì địa ngục vậy nàng hỏi dò lăng tu ngươi tới từ cái thế giới kia sao lăng tu cười cười không có tiếp tục ở trên cái đề tài này xoay người rời đi, đi thôi. Giao Linh Ngọc đuổi theo sát, nàng nhìn thấy một sự cô độc, rồi lại thần bí không gì sánh được, rất khó tưởng tượng người đàn ông này sống sót thế nào ở thế giới này, mua đủ vật tư sinh hoạt thì cũng đã tới gần buổi trưa. Một bao vật tư như một ngọn núi nhỏ bị lăng tu khiên ở trên lưng, Giao Linh Ngọc thì hỗ trợ nâng ở phía sau, tuy rằng khí lực không phải là đặc biệt lớn, nhưng không có quấy nhiễu được hắn, cho nên lăng tu liền tùy ý nàng làm như vậy hỗn đảng, thì ra ngươi ở đây, thật là làm cho chúng ta dễ tìm tới mệt, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lăng tu ngẩng đầu, thì đón nhận được khuôn mặt của Thế Văn Vĩnh. Lại là bọn họ. Giao Linh Ngọc biểu môi, lộ ra vẻ không vui và lo lắng, Lăng tu, bọn họ là tới tìm chúng ta phiền toái sao? Lăng tu khẽ cười nói, tìm chúng ta phiền phức cũng phải có bản lĩnh mới được. Nhưng bọn họ gọi hải vệ quân tới giao linh ngọc nhắc nhở càng đi về phía sau thanh âm càng là nhỏ thế cho nên không nghe được trên mặt lăng tu vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh ung dung hắn không phải là người của thế giới này thì có thể nói hải vệ quân và lục vệ quân ở trong mắt hắn không khác gì dân chúng bình thường đừng trêu chọc đến hắn mới tốt trêu chọc đến hắn vậy thì phải tiếp nhận lửa giận của hắn hơn nữa hắn có ấn tượng không tốt đối với hải vệ quân vĩnh nhi chính là hắn đã thương kim cương còn bóp cổ ngươi sao?" một người tướng lĩnh hải vệ quân nói. "Đúng vậy Trần Thúc." Thế Văn Vĩnh nâng cổ lên, người xem vết hằn trên cổ ta đều là do hắn ban tặng. Nói xong, hung tận Trừng Lăng Tu. Trần Diệp Phi vừa nhìn, trên cổ Trần Thế Vĩnh quả nhiên có vài vết tím bầm, nhất thời là nổi trận lôi đình, "Ngươi yên tâm, ta với ngươi ba là hảo huynh đệ, ngươi bị người khi dễ như vậy, ta nhất định lấy lại công đạo cho ngươi," rồi lại nói trên chính nghĩa đảo sẽ không tha cho kẻ cấp hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Bắt cái hung đồ này lại cho ta, Trần Diệp Phi vung tay lên hướng hơn 30 hải vệ quân hạ lệnh. Chậm đã. Lăng tu quát lên, ngươi cũng không muốn làm rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đúng vậy, là bọn hắn vu hãm chúng ta là kẻ trộm trước, không có bằng chứng còn muốn lục soát chúng ta, là do chúng ta muốn tự vệ mới ra tay. Giao Linh Ngọc chỉ vào đám người Thế Văn Vĩnh nói mặc kệ người nào ra tay trước đều không sửa đổi được sự thực việc các ngươi hành hung đã thương người ở trên chính nghĩa đảo ta là trung sĩ hải vệ quân tuyệt đối sẽ không thể tha thứ cho hành động như vậy mặt trần diệp phi đầy vẻ hiên ngang lẫm liệt trần thúc chớ nhiều lời cùng hắn bắt hắn trở lại thẩm vấn là được rồi thế văn vĩnh đã không kịp chờ đợi muốn giáo huấn lăng tu thật tốt cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng phụ họa đúng vậy người này dường như không phải cư dân trên đảo chúng ta, nhất định là tới từ hải ngoại, có lẽ là hải tặc. Hải tặc. Trần Diệp Phi nghe vậy, mắt nhất thời trừng lớn, lại có hải tặc dám đến chính nghĩa đảo chúng ta, thực sự là thiên đường thì ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Lăng Tu lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ dẻo cợt, nói chính nghĩa đảo, nói là hải vệ quân, hiện tại ở trong mắt hắn đều là một đám hề hết, vu khống người khác là kẻ trộm, dứt khoát nói người khác là hải tặc, dường như người khác có thân phận gì, có tội hay không, đều do bọn họ há miệng định đoạt. Đúng lúc này, từ trong đám người chung quanh bỗng nhiên thoát ra một thân ảnh, độ thật nhanh, tựa như một đạo thiển điện hướng về phía Thế Văn Vĩnh. Thế Văn Vĩnh lúc này đang đắc ý nhìn Lăng Tu, căn bản cũng không có ngờ tới bên cạnh sẽ lao tới một người, hắn không ngừng trợn to mắt, hắn thấy rõ mặt người kia. Là hắn, là cái tên bị chính bản thân lầm lầm là kẻ trộm kết quả lại chứng thực người phụ nữ kia quên mang ví tiền mà thôi tại trong nháy mắt đó khuôn mặt vương khải sáng giữ tận hung ác dị thường ở trong mắt hắn thế văn vĩnh thấy được cừu hận sâu tận xương tủy ánh mắt dời xuống sắc mặt thế văn vĩnh đột nhiên thay đổi lông tơ cả người cũng dựng hết cả lên đó là một thanh trũy thủ mũi nhọn bắn hàng quang ra bốn phía lãnh ý lành lạnh hắn hắn là muốn giết ta thế văn vĩnh hoảng sợ bản thân chính là học viên của học viện hải vệ quân luôn được cư dân trên đảo tôn sùng tuy rằng ngày hôm nay hiểu lầm đối phương nhưng đối phương cũng không có lý do giết bản thân mới đúng chứ rồi lại nói thân là cư dân trên chính nghĩa đảo hắn làm sao dám giết mình phốc hết thảy nghi vấn đều bị một trận đau nhức thay thế cúi đầu vừa nhìn chủy thủ đã đâm vào thắt lưng lưỡi chủy thủ dài khoảng 20cm đã đâm vào toàn bộ, máu tươi nóng hổi phun ra từ trong vết thương, chảy xuống từng giọt một, dị biến bất ngờ xuất hiện không kịp đề phòng, để cho hắn không kịp phản ứng chút nào. Vương Khải sáng hai mắt đỏ ngầu, giống bị ma quỷ phụ thân, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi mà con trai của ta mới chết, ngươi cái tên Vương Bác Đảng, lão tử muốn giết ngươi là vì muốn ngươi đề mạng cho con trai của ta một bên thì gào thét như điên như, liên tục đâm chủy thủ ở trong tay, trong thời gian một cái nháy mắt thì đã đâm tới bốn nhát, máu loãng phun thành vòi, trong mắt của hắn, là hận ý ngập trời. Cô gái bên cạnh sợ đến hoa dung thất sắc, điên cuồng thét lên. Trần Diệp Phi cũng trợn to hai mắt, cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện bực này, nhi tử của hảo huynh đệ hắn, tự nhiên bị người khác đâm ở trước mắt của hắn, hơn nữa còn không ngừng thọc, nhát nào cũng là chí mạng cả. Người kia là ai, hắn sao lại có lá gan giết chết học viên của Học viện Hải vệ quân, nhìn thấy Văn Vĩnh ngã vào trong vũng máu, máu loãng phun ra từ trong vết thương, nội tâm hắn lo lắng tới cực điểm, gầm hét lên, cuồng đồ lớn mật, cút ngay cho ta. Sai bước lên trước, đá một cước vào ngực Vương Khải sáng. Lực lượng kinh khủng dùng điểm tiếp xúc làm trung tâm lan ra bốn phía, chỉ nghe răng rắc, mấy tiếng xương sườn gãy vang lên, Vương Khải sáng tự như diều đứt dây bay về phía sau quẳng nện ở trên mặt đất. Sau khi ngã xuống phun ra một nguồn máu tươi, lỗ mũi trên mặt đều là máu, chủy thủy trong tay cũng bay ra ngoài. Hắn dùng dằn bò ngồi dậy, trước tiên nhìn lại hướng Thế Văn Vĩnh, khi nhìn thấy Thế Văn Vĩnh nằm ở trong vũng máu miệng liên tục tràn máu ra, thân thể không được co quắp thì, hắn hài lòng nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng nhúm máu. Cười cười, rồi lại lệ rơi đầy mặt, cười mang theo vẻ bi phẫn cùng khoái ý, như là phát điên vậy mọi người chung quanh cảm thụ được một cảm giác xúc động đến tự linh hồn thượng biểu hiện trên mặt không đồng nhất có khiếp sợ có nghi hoặc còn có sợ hãi hắn lại có thể hành hung trước mặt mọi người còn công kích học viên của học viện hải vệ quân điên rồi hắn nhất định là điên rồi chính nghĩa đảo làm sao lại có loại hung đồ như vậy thực sự là thật là đáng sợ nghị luận ầm ĩ thanh âm cũng là nghiêng về một phía đều là trách cứ vương khải sáng một người biết chuyện thần tình chất phát lẩm bẩm con hắn sốt cao tới mức tử vong nếu mà hắn không có bị xem nhầm thành kẻ trộm về sớm một chút thì con trai của hắn cũng không có bị chết cái gì thì ra là như vậy mọi người bừng tỉnh đại ngộ rốt cục hiểu vì sao vương khải sáng sẽ phát điên như vậy giao linh ngọc ngay từ đầu cũng cảm thấy nghi hoặc vì hành vi của vương khải sáng lúc này nghe được thanh âm ở chung quanh nhất thời đồng tình với vương khải sáng thương thế của hắn rất nặng ta đi giúp hắn một chút sau nói xong liền chạy tới hướng vương khải sáng lăng tu không có ngăn cản nàng mặc dù nói không muốn xen vào việc của người khác nhưng hắn rất thưởng thức vương khải sáng vài đau này hắn cảm thấy đâm tốt đâm tới làm trong lòng hắn tương đối thoải mái đám người này nên bị giáo huấn trần diệp phi đang gọi thế văn vĩnh vài tiếng thế văn vĩnh đã quy thiên khóe mắt như sắp nứt ra đứng lên quát với vương khải sáng hành hung trước mặt mọi người quả nhiên là tội ác tày trời hôm nay ta sẽ lấy tính mệnh của ngươi, sát nhân cuồng đồ. Ngươi nạp mạng cho ta. Tiếp nhận một thanh trường đao từ trong tay bộ hạ, trống một tiếng lao tới hướng vương khải sáng. Hắn mới vừa khẽ động, lăng tu cũng động, thân hình như điện, đã lao tới gần hắn, tay bởi vì phải đỡ bọc vật tư trên lưng, chỉ có thể động cước. Đùi phải dùng thế lôi đình đảo qua không gian, đầu ngón chân tinh chuẩn điểm kích vào mu bàn tay của Trần Diệp Phi. Trần Diệp Phi cảm thấy tay tê rần, lại cũng không cách nào nắm được chui đao, đại đao cứ như vậy bay ra ngoài. Mọi người chung quanh khiếp sợ thất sắc, không cách nào tưởng tượng khi lăng tu cổng sau lưng một cái túi to như vậy mà vẫn có thể lao đi nhanh như vậy, hơn nữa đá một cước vào tay Trần Diệp Phi đá bay đại đao ra ngoài, phải biết rằng, Trần Diệp Phi là trung sĩ trong hải vệ quân A, thực lực phi phàm, coi như là 20 người thường cũng sẽ không phải là địch thủ của hắn, vậy mà thoáng liền bị đoạt đi binh khí, là bởi vì quá phẫn nộ mà khinh thường hay sao trần diệp phi bất ngờ đứng ở tại chỗ nhìn đại đao bị đá bay đến ba bốn nằm trên mặt đất lại nhìn thanh niên trước mắt một bao lớn vật tư giống như một tòa núi nhỏ đang đặt ở trên lưng thanh niên kia cho dù không có đụng vào vào hắn cũng có thể cảm thụ được nó nặng tới mức nào nhưng cái này cũng không đáng để hắn ngạc nhiên bởi vì cái sức nặng này đối với một người luyện võ mà nói thì nó không coi là cái gì tiểu tử, ngươi thật không biết điều, còn dám khiêu khích hải vệ quân hướng ta, trong cầu nói đầy vẻ nghiêm khắc, cái trán nổi lên gân xanh. Trần Thúc, bọn họ là người một phe. Cô gái lớn tiếng nói. Một phe, Trần Diệp Philip nhìn Vương Khải sáng tên để cho hắn hận không thể đem hắn ra thiên đao vạn quả, lại liên tưởng đến nhi tử của hảo huynh bỏ mình, sắc mặt liền thay đổi liên tục, cuối cùng thấp giọng cười lạnh nói, thì ra các ngươi là người một phe, quả nhiên là quá tốt chính nghĩa đảo sẽ dung thú các ngươi những thứ hung đồ làm sằng làm bậy như thế này lăng tu lạnh lùng liếc hắn người trên đảo này để cho người ta thật là chàng ghét miệng đầy chính nghĩa nhưng lại toàn bao che khuyết điểm dùng quyền đè người trần diệp phi làm ra một bộ dáng vẻ chính nghĩa lẫm nhiên cao giọng nói trần mổ ta phát thệ hôm nay nhất định phải bắt các ngươi về nghiêm hình ta muốn thay trời hành đạo vừa dứt lời giơ tay liền vỗ tới hướng lăng tu một chưởng Mặc dù chỉ là một chưởng đơn thuần, thế nhưng uy thế cũng không phải chuyện đùa, mang theo kình phong bén nhọn, một kích này căn bản là đã dùng hết toàn lực, thế văn vĩnh chết, làm hắn khó có thể bảo trì lý trí, ý đồ một kích liền khiến cho Lăng Tu mất mạng. Hoành, tiếng nổ vang lên. Một chưởng này của hắn hoàn thành đánh vào trong ngực Lăng Tu, nhưng để cho hắn không thể nghĩ tới chính là, sau khi Lăng Tu thừa nhận một chưởng của hắn thì thì không có cái hình ảnh miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài xuất hiện, mà thân thể vẫn không nhúc nhích chút nào một cái. Chưởng lực hùng hồn tác dụng ở trên người lăng tu, thì tự như cùng một quả hòn đá nhỏ ném vào trong biển, chỉ là để cho quần áo lăng tu hơi động một chút. Tại sao có thể như vậy, này? Điều đó không có khả năng, Trần Diệp Phi quá sợ hãi, hắn vẫn luôn rất tự tin đối với lực lượng của mình, một chưởng đánh chết người như là một bữa ăn sáng, nhưng tên trước mắt này đã có chuyện gì xảy ra, bị hắn vỗ một chưởng mà không có một chút bị thương nào. Ta không muốn đánh nhau, cho ngươi một cơ hội, mang theo người của ngươi có bao xa thì cút bao xa, lăng tu đạm mạc nói, trong giọng nói mang theo một cổ mệnh lệnh. Tên này là ai a? cư nhiên lại uy hiếp trần trung sĩ hải vệ quân. Có dũng khí gọi nhịp cùng hải vệ quân, chẳng lẽ là hải tặc thật sao? Hải tặc lại có thể đến chính nghĩa đảo, bọn họ có mưu đồ gì sao? Mọi người chung quanh ngừng thở, trong lòng đều đang suy đoán. Trần Diệp Phi ngẩn người, cho rằng Lăng Tu sợ Hải vệ quân bọn họ, cho nên mới nói không muốn đánh nhau, vốn là còn đố kỵ một chút, hiện tại cũng đã không còn một chút lo lắng nào rồi, nên nhớ hắn là người của Hải vệ quân ở trên Chính Nghĩa đảo, ai có dũng khí cả gan làm loạn ở trên Chính Nghĩa a. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, Chính Nghĩa đảo không lưu lại ngươi được. Trần Diệp Phi lạnh giọng gầm nhẹ, lại liên tiếp vỗ vài chưởng ở trên người Lăng Tu, mỗi một chưởng đều là dùng hết toàn lực, chưởng phong gào thét, hổ hổ sinh phong, hắn từ giật mình biến thành khiếp sợ, lại từ khiếp sợ biến thành hoảng sợ, Lăng Tu tựa như cái cọc gỗ đứng ở tại chỗ để cho hắn đánh, kết quả công kích của hắn tựa như gãi ngứa cho đối phương vậy, đối phương vẫn vững như Thái Sơn, vẫn không nhúc nhích. Không có khả năng, không có khả năng, trên đời này làm sao lại có chuyện như vậy, không có khả năng toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh, không cảm thấy một tia cảm giác an toàn, không có cảm giác an toàn thì liền càng nhanh chóng ra chiêu, nhưng càng ra chiêu lại càng không có cảm giác an toàn. Lăng tu cau chân mày lại, lạnh lùng nói, ngươi đánh đủ chưa? Nói xong đồng thời, dùng đầu, hung hăng đụng vào cái trán của hắn. Lần va chạm này, Trần Diệp Phi chỉ cảm thấy đầu đến như muốn nổ tung ra vậy, cả người bay ra giống như một quả đạn pháo vậy, tốc độ cực nhanh, liên tục đụng ngã lăn vài hải vệ quân mới lão đảo dừng lại, mà vài tên hải vệ quân bị hắn đụng ngã lăn xuống đất, mỗi một người đều thống khổ rên rỉ không chịu nổi, trong đó có một người bị đụng gãy xương sườn, miệng phun máu tươi. Mọi người chung quanh đều hoảng sợ biến sắc, trong lòng mỗi người đều tràn đầy rung động, không nháy mắt một cái nhìn cái thân ảnh kia, khuôn mặt trơn bóng trắng nõn, mày kiếm anh khí, con ngươi thâm thúy u ám, bọn họ khiếp sợ vì không biết người này xuất hiện từ nơi nào vì sao có thể để cho trần diệp phi tùy ý công kích mà không có việc gì trái lại hắn chỉ tung một kích đã khiến cho trần diệp phi bay ra ngoài như một quả cầu da vậy hắn cường đại đến cái tình trạng gì a à? lúc này trần diệp phi thất tha thất thểu đứng lên đầu choáng váng nặng trĩu như là tùy thời đều có thể tè ngã xuống đất lần nữa hơn nữa trên trán đau rát để cho nước mắt hắn cũng chảy ra trung sĩ ngươi ngươi không sao chứ một người hải vệ quân chạy tới ân cần dò hỏi Trần Diệp Phi vẫn nộ tới cực điểm, đạp một cước đem đá hắn lùi lại mấy bước, lớn tiếng quát mắng nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nổ súng, nhanh nổ súng giết cái tên hung đồ này. Vâng. Tên hải vệ quân dẫn đầu chịu đau đớn, hạ lệnh, nổ súng. Phanh, phanh, phanh. Trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, từng viên đạn thép màu đen kéo theo tia hỏa diễm hoa phá hư không, hung ác bắn về phía lăng tu sắc mặt lăng tu đột nhiên lạnh băng, con người biến thành màu đỏ tươi yêu dị, giải phong lực lượng, tất cả cảm quan đều được cường hóa, tốc độ đạn thép bắn bay tới phản phất như trở nên chậm lại, hắn có thể bắt được rõ ràng quỹ tích vận động của chúng nó, dưới làng mua đạn này, hắn luôn tìm được một góc chết. Nghiêng người, nghiêng đầu, lui lại. Mấy cái động tác đơn giản mà lão luyện, là đã tránh được những viên đạn thép này, hầu như ở tại chỗ không có nhúc nhích chút nào. T mọi người chung quanh cũng rùng mình, ở sâu trong nội tâm không ngừng tái diễn một câu nói như vậy, hắn tránh được đạn, cô gái kia cùng các học viên của học viện hải vệ quân khác cả kinh đến mức cầm muốn rớt xuống đất, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải một tên biến thái kinh khủng như vậy. Kinh hải nhất là Trần Diệp Phi, hắn hiện tại đã rất sợ hãi, nơm nớp lo sợ nhìn lăng tu, ngươi. Ngươi là đại năng giả. Lúc này, chỉ nghe, chi can phốc, một tiếng, bao đồ trên lưng lăng tu bị xé rách, là bị đạn thép cắt vỡ, vật tư sinh hoạt bên trong tuôn ra giống như là hồng thủy tìm được chỗ phát tiết vậy, đặc biệt là gạo, rơi đầy đất. Sắc mặt lăng tu âm trầm xuống, hắn không lưng, chậm rãi đem bao vật tư bỏ xuống, đứng thẳng lại lần nữa thì, hắn như ác ma bám vào người vậy, sát ý lạnh lạnh bạo phát ra tự trong thân thể hắn, một đôi mắt màu đỏ tươi, tán lộ ra quang mang giả thú, lạnh lùng quét mắt về phía đám hải vệ quân các ngươi làm tốt, thanh âm băng lãnh đến cực điểm, không hề có chút tình cảm nào. Trên đường cái mỗi người, đều cảm thụ được một cổ hàng ý đến từ linh hồn, thân ảnh đứng giữa sân kia, lúc này quả thực như một ma vương đã tránh thoát khỏi công xiền, khí tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ không nghĩ ra, khí tức của một nhân loại sao có thể thay đổi lớn như vậy. Lên, giết. Giết hắn, Trần Diệp Phi sợ hãi hô. Ba mươi mấy hải vệ quân tuy rằng đang kinh hoàng, nhưng bọn hắn đã nghe lệnh thành thói quen rồi, vừa nghe mệnh lệnh thì đã không có quan tâm tới cái gì nữa mà chỉ có chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Bọn họ cầm trường đao trong tay, hét lớn đánh tới hướng lăng tu. Sắc mặt lăng tu như sương, ý niệm giết chóc sôi trào ở trong người. Đều đi tìm chết sao? Nụ cười âm lãnh, thân hình của hắn hư ảnh hóa trong sát na, mọi người chung quanh chỉ bắt được một đạo tàn ảnh hung hãn lao tới những hải vệ quân này. Phô, phô, phô. Đám hải vệ quân dường như bị điểm huyệt vậy đứng bất động ở tại chỗ, như là có lợi khí vô hình nào đó đã cắt yết hầu của bọn họ, máu tươi bắn ra như mũi tên vậy. Ngay sau đó, tất cả đều kêu thảm ngã sập ở trong vũng máu, bưng cái cổ trào máu, khàn khàn thống khổ kêu thảm thiết, co quắp, con ngươi co rút lại, khí cơ sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tán mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập không gian, lăng tu dừng lại, đứng ở giữa những tên hải vệ quân đã ngã xuống này không nhúc nhích, máu tươi chảy xuống từng dọc từ trên đầu ngón tay của hắn rớt xuống đất, không khó tưởng tượng, của những hải vệ quân đó, đều là bị hắn dùng ngón tay cứng rắn xé ra. Ma quỷ, là một ma quỷ tà ác, vào giờ khắc này, tất cả mọi người xung quanh đều sinh ra một loại ảo giác như vậy, thanh niên lù lù bất động ở giữa sân kia phản phất như là hóa thân của ma quỷ, trên người tán lộ ra sát khí giống như là có một ngọn hỏa diễm thiêu đốt ở bên ngoài thân thể hắn là ảo giác là ảo giác sao ở trên đường lớn tràn ngập khí tức giết chóc đã không có người có thể phân rõ được trong đầu bọn họ chỉ còn một ý nghĩ đó là người thanh niên này có dũng khí đại khai sát giới ở trên chính nghĩa đảo chẳng lẽ sắp biến thiên rồi sao sau khi khiếp sợ chính là sợ hãi và sợ run rất nhiều người nhát gan đã đổ mồ hôi lạnh không ngừng lui về phía sau giao linh ngọc đang ở chữa thương cho vương khải sáng thì cũng kinh ngạc không gì sánh được nàng biết lăng tu là một người dám giết người nhưng thời điểm trên ở linh đảo thì người hắn giết là thiên yêu sư nhưng giờ khắc này đây chính là ở chính nghĩa đảo a hơn nữa còn làm ngay ở dưới mắt của mọi người người hắn giết đều là người không có bao nhiêu năng lực chống tự điều này làm cho nội tâm của nàng không cách nào bình tĩnh được nàng thậm chí cảm thấy lăng tu dị thường xa lạ làm cho nàng cảm thấy sợ hãi Kỳ thực từ khi Lăng Tu gặp đám Thế Văn Vĩnh thì vẫn luôn ẩn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, trong lòng đã dâng lên một cổ xung động giết chóc. Mắt thấy hơn 30 thủ hạ dưới tay bị mất mạng, Trần Diệp Phi kinh hãi đảm chiến, không thể tin được rằng còn có người dám trắng trợn hành hung ở trên chính nghĩa đảo, nhưng Tôn Nghiêm trong lòng không cho phép hắn bỏ lại bộ hạ mà rời đi, vì vậy liền hét lớn một tiếng, nhặt lên trường đao trên đất. Lớn mật cuồng đồ, ta liều mạng với ngươi trống giận cầm đao nhằm về phía lăng tu, khi cách lăng tu 4-5 mét thì hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, mượn phản lực nhảy lên không trung, hai tay nắm chặt chuôi đao, hai cánh tay dùng toàn lực vung xuống, đại đao liền hung hăng phách xuống đầu lăng tu. Đao khí cuộn trào mãnh liệt, thế như trẻ tre, phản phất ngay cả không gian cũng có thể bị chém ra, vì thế kinh khủng, khiến mọi người chung quanh cảm thấy tê dại da đầu một trận. Nhưng mà, khi nó gần đụng chạm đến đỉnh đầu của lăng tu thì, một bàn tay vô thanh vô tức, giống như là đột nhiên xuất hiện vậy, trực tiếp bắt lấy trường đao. Thương Trường đao va chạm cùng bàn tay huyết nhục, lại bắn ra một tiếng vang như kim loại và chạm với nhau vậy, trường đao hung mảnh như giả thú ngừng lại trong sát na, dừng lại ở trên đỉnh đầu lăng tu, cũng không cách nào cử động nửa phân nữa. Trần Diệp Phi quá sợ hãi, cũng hít một hơi lạnh, bởi vì cái tay ngăn trở một đao của hắn không phải là của người khác, mà là mục tiêu hắn muốn chém giết làm sao có thể? Hắn làm sao có thể dùng tay không đón lấy một đao này, hai mắt trừng trừng, mồ hôi lạnh ùa ra như mưa, hắn hoàn toàn bối rối, ở vào trong một nỗi sợ hãi không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Các ngươi không nên làm ta phẫn nộ. Ánh mắt của lăng tu lạnh băng, đá đùi phải ra, đánh vào ngực trần đai năm phi. Lực lượng đánh vào dùng điểm giao kích làm trung tâm khuếch tán ra bồn phía, hắn liền há mồm phun ra máu tươi, thân thể trần diệp phi dường như bị một đầu tàu va chạm trực tiếp bay ngược ra ngoài hung hăng đập về phía vài tên học viên của học viện hải vệ quân mấy người kia sắc mặt khẽ biến đưa tay đón theo bản năng vốn tưởng rằng có thể đón lấy trần diệp phi cũng không chờ cánh tay nâng lên thân thể kia đã đánh vào trên người bọn họ liên tiếp có tiếng răng rắc vang lên cánh tay đã bị bẻ gãy máu tươi bắn ra không khống chế được thân thể mà bay ra ngoài ngay cả kêu trên cũng không kịp phát ra một tiếng đã thổ huyết ngất đi mà ngực trần diệp phi sụp xuống máu loãng xì xào phun ra bên ngoài tì phế bị xương sườn gãy đâm thủng trong miệng liền không ngừng nôn ra màu đen tụ huyết cả người nằm trên mặt đất co giật vài cái rồi nghẹo đầu chết đi hai mắt trợn tròn chết không nhắm mắt nằm mơ cũng không có nghĩ đến hôm nay tử thần sẽ phủ xuống trên đầu của hắn nhìn đồng bạn chết trong vũng máu nhìn cặp mắt trần diệp phi trợn tròn sắc mặt đám học viên của học viện hải vệ quân ảm đạm sợ đến sợ sững sờ ở tại chỗ bọn họ vẫn cảm thấy làm học viên của học viện hải vệ quân ở trên chính nghĩa đảo thì không cần sợ bất luận kẻ nào mà cho tới bây giờ bọn họ cũng không có đem cư dân trên đảo để vào mắt thế nhưng giờ khắc này để cho bọn họ cảm giác như là đang gặp ác mộng vậy đúng lúc này bụi bặm phi dương hai trăm người mặc đồng phục hải vệ quân đang vọt tới nơi này mọi người chung quanh vội vàng tránh ra hai trăm hải vệ quân đồng loạt đi vào, bên trên một con ngựa cao lớn có một vị tướng lĩnh hải vệ quân khoảng 40 tuổi, sau khi nhảy xuống ngựa kiểm tra mở thi thế văn vĩnh cùng với Trần Diệp Phi thì, vẻ mặt vẻ bi thương, hướng lăng tu quát, ngươi một tên sát nhân cùng đồ giết hại em của ta cùng nhi tử của ta, ta muốn đem ngươi ra thiên đao vạn quả. Lăng tu cầm đao mà đứng, lạnh lùng nhìn hắn, ý niệm giết chóc đang rụt rịch, khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười như ma quỷ đang cười vậy lên bắt lại cho ta tên tướng lĩnh kia rít cào hai trăm hải vệ quân được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức cầm trường kiếm đánh tới hướng lăng tu lăng tu lui về phía sau vài bước cười tàn nhẫn nói ngày hôm nay các ngươi tới bao nhiêu ta liền giết bấy nhiêu thanh âm lạnh như băng phản phất như đến từ địa ngục không có chút tình cảm nào đáng nói sau một nhát chém ra đao khí dài gần hai trượng như muốn xé rách không gian lướt tới hơn 10 người đối diện hắn đang chạy tới bị chém ngang thành bảy tám đoạn trong sát na, huyết vũ bay lả tả, nội tạng dầm về máu cùng ruột rơi đầy đất. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, ý niệm giết chóc dần dần chiếm cứ tâm thần lăng tu, hắn chỉ phách vài đao, hơn 200 hải vệ quân liền ngã xuống phân nửa, trên đường lớn toàn là thi thể đầy đất, máu tươi tràn đầy mặt đất, huyết vụ không ngừng bốc lên. Nội tâm mọi người chung quanh nhịn không được mà nhảy lên kịch liệt vài cái, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được ánh mắt run rẩy nhìn thân hình cầm đao đứng giữa sân vẫn không nhúc nhích người đàn ông này chỉ dùng vài hơi thở đã khiến cho nơi này biến thành một tòa tu la trận sợ hãi kinh khủng khẩn trương tâm tình đầy vẻ lo lắng chăm chú bao phủ mọi người lăng tu cầm trường đao mũi đao nhắm thẳng vào mặt đất máu đỏ tươi chảy theo mũi đao rơi trên mặt đất trên khuôn mặt trắng nõn của hắn cũng dính không ít máu tươi hợp với thần tình lạnh lùng kia hoặc nhìn có vẻ dị thường hung tàn, tuấn lãnh không gì sánh được. Ngươi, ngươi là người nào? Ngươi có biết hành hung ở trên chính nghĩa đảo của chúng ta thì sẽ có cái kết cục gì hay không? Tên tướng lĩnh kia lớn tiếng quát mắng nói, trên trán quát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, 200 lính tinh nhuệ dưới tay hắn bị giết chết hơn phân nửa trong thời gian nháy mắt, đây quả thực là một chuyện khó có thể tưởng tượng. Buồn cười, các ngươi muốn động thủ? chẳng lẽ còn muốn ta đứng bất động mặt cho các ngươi giết hay sao, lăng tu cười nhạt. Vừa dứt lời, thân hình của hắn đã hư hóa, như một đạo tật phong vượt qua khoảng cách hơn 10 thước, đi tới trước mặt tên tướng lĩnh kia. Trong mắt mọi người, chỉ thấy được từng đạo tàn ảnh dần dần tiêu tán. Bá! Tranh lượng ánh đao lóe lên, khi tướng lĩnh kia phản ứng kịp thì, hoảng sợ phát hiện cánh tay phải của hắn đã thoát ly khỏi thân thể hắn, lăng tu đã cứng rắn chém nó xuống, máu loãng đang điên cuồng tuôn ra từ chỗ cánh tay bị chém đứt a à, tên tướng lĩnh kia kêu thê lương thảm thiết vừa kêu trên vừa sợ hãi nhìn lăng tu ngươi là một tên ma quỷ khuôn mặt lăng tu lạnh băng giơ tay chém xuống phốc một tiếng chém mất nửa cái đầu của tên tướng lĩnh kia máu màu đỏ và óc màu trắng phun tung tóe hình ảnh cực kỳ máu tanh tên tướng lĩnh đã chết thi thể ngã về phía sau té trên mặt đất mọi người chung quanh nhìn kinh hãi đảm chiến trong lòng mỗi người đều toát ra một cổ lương khí thậm chí không thể khống chế được hai chân mà rung lên đây là tràn diện sát nhân tàn nhẫn nhất mà bọn hắn thấy được từ lúc sinh ra tới nay mặt của cô gái và bốn gã học viên của học viện hải vệ quân không còn chút máu tình huống chuyển biến thật sự quá nhanh bọn họ cũng không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên gặp phải một tên gia hỏa ở trên đường lớn lại là một người có thực lực kinh khủng giết người không chớp mắt như vậy nhưng ở lúc này bỗng nhiên cảm giác được một cổ lành lạnh hơi lạnh kéo tới cô ngẩng đầu nhìn lên nhất thời mở to đôi mắt đó là một đạo đao khí màu đen dài gần năm trượng uy thế mênh mông cuồn cuộn xẹt qua chỗ kia không gian bắn ra ra âm hưởng bùng bùng mặt đất bị qua tạo ra một cái khe rảnh khí tức tử vong che khuất bầu trời điên cuồng lao tới hướng nàng nàng cảm giác huyết dịch trong thân thể đang cấp tốc đóng lại trái tim như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy cảm thấy hít thở không thông trong đầu có một tia thanh tĩnh tự nói với mình là phải chạy mau đi, hai chân run rẩy như cắm rễ ở tại chỗ, không cách nào hoạt động nửa bước, cả người lâm vào trong tuyệt vọng vô tận. Gấp trăm lần trọng lực, một cái thanh âm nữ hài non nớt trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Một loại năng lượng vô hình đã xuất hiện bao phủ không gian này, dường như gợn nước trung động bao phủ đao khí màu đen trong nháy mắt, khi chịu ảnh hưởng, đao khí màu đen này giống như là bị không gian thôn vệ vậy, càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng biến mất vô hình. May mắn nhặt trở về một cái mạng, toàn thân nàng bị một tầng mồ hôi lạnh bao phủ, mệt lả co quắp ngồi trên mặt đất, thở gấp từng hơi, trên mặt ảm đạm không có chút máu. Mặt lăng tu không chút thay đổi, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tiểu cô nương 7-8 tuổi đứng trên không trung cao hơn 10 thước, tiểu cô nương mặc một bộ chế phục hải vệ quân nhỏ, tóc màu đen rủ xuống, tóc mái che lại lông mi, màu da trắng nõn, tinh xảo như một pho tượng ngọc, hắn kinh ngạc vô cùng một đau vừa rồi của hắn chính là bị tiểu cô nương này ngăn cản sao gấp trăm lần trọng lực ngự không phi hành giờ khắc này lăng tu liền liên tưởng đến muội muội của hắn lăng tuyết tuy rằng hai người không giống nhau về hình dạng nhưng năng lực lại rất giống nhau chỉ bất quá năng lực của lăng tuyết còn chưa hoàn toàn thức tỉnh nàng không tự chủ nắm giữ trong tay được mọi người chung quanh cũng nhất tề hướng nhìn lên khoảng không bên trên đầu khi nhìn thấy tiểu cô nương đang lơ lửng trên không, tất cả đều đột nhiên có rút con ngươi, sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm. Là thiết thiết đại nhân. Đã có người, phù phù, một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hướng tiểu cô nương này mà quỳ lại. Vương Khải Sáng kinh hoảng đến cực điểm, thân thể không nhịn được trung. Nàng là người nào, Giao Linh Ngọc nhìn tiểu cô nương, tò mò dò hỏi. Vương Khải Sáng run rẩy thanh âm trả lời, nàng là sĩ quan phụ tá của thiếu tá trọng an bản thân có năng lực siêu đáng sợ các ngươi chạy mau đi chuyện này bởi vì ta mà có ta không muốn các ngươi đã bị liên lụy thương thế của ngươi quá nghiêm trọng nếu như ta mặc kệ ngươi ngươi sẽ chết giao linh ngọc nói nghe vậy vương khải sáng ý thức được tần lục quan nhu hòa bọc bản thân lại này thì liền hiểu lăng tu và giao linh ngọc cũng là đại năng giả lúc này liền im lặng không nói nữa hắn một người bình thường như vậy sao lại có tư cách tham gia sự tình của siêu đại năng giả, tuy rằng Lăng Tu giết rất nhiều người, hơn nữa thủ đoạn rất tàn nhẫn, nhưng hắn cảm thấy Lăng Tu và Giao Linh Ngọc đều không phải là người xấu, hắn chỉ yên lặng cầu khẩn bọn họ đừng phát sinh bất cứ chuyện gì mới tốt, tất cả. Hậu quả đều nên để hắn gánh chịu. Cô nàng kia và đám đồng bạn phục hồi lại tinh thần, thấy thiết thiết đến, nhất thời giống như là dân đen tìm được tổ chức cùng chỗ dựa vững chắc vậy, vẻ mặt cầu xin chỉ vào lăng tu cáo trạng thiết thiết đại nhân mời làm chủ cho chúng ta làm a à, cái ác tặc này giám sát nhân thật sự là tội ác tày trời đúng vậy hắn chính là một ác ma hắn đang làm ô nhiễm chính nghĩa đảo của chúng ta mau giết hắn mau giết ác ma này thiết thiết dường như không nghe được lời của bọn họ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hơi trôi nổi trên không trung nhìn xuống từ trên cao hai tay cắm ở bên hông vừa kinh hoàng lại tức giận nhìn chằm chằm lăng tu ở phía dưới ngươi vì sao hành hung người ở trên chính nghĩa đảo ngươi có biết đây là tội lớn hay không cái mũi thanh tú cái miệng nhỏ nhắn da mỏng mềm mại toát ra tính trẻ con coi như là lớn tiếng chất vấn cũng để cho người ta không cảm thấy được một chút uy nghiêm nào ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết thiết thiết đại nhân nhất định sẽ làm cho ngươi đền mạng cố gái kia phụ họa hướng lăng tu quát lên phải không khóe miệng lăng tu xuất hiện nụ cười âm lãnh, thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt đã đi tới gần họ, trường đao trong tay vung lên như càng quét thiên quân, mấy cái đầu nhất thời bay khỏi thân thể, như từng quả cầu da ngã nhào xuống đất, thân thể mất đầu đều co quắp, từ từ ngã xuống đất, máu loãng bắn ra. Sát phạt dứt khoát. Tàn nhẫn vô tình, cử động này của lăng tu, không thể nghi ngờ gì nữa là không nhìn thấy sự tồn tại của thiết thiết. Thiết thiết tỉnh hồn lại từ giữa kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy phẫn nộ, nàng vương hai cánh tay nhỏ bé, lòng bàn tay phong tỏa lăng tu, trắng răng trắng tinh lớn tiếng hô lên, giết người ở trước mặt thiết thiết, là không thể tha thứ. Ba động năng lượng vô hình như từng gợn nước trung động bao phủ hướng về phía lăng tu, không gian sinh ra hình ảnh vạn vẹo. Tại dưới ba động năng lượng này, lăng tu cảm giác thân thể mình nhất thời trở lên trầm trọng vô cùng, hoặc như là lực hấp dẫn của thế giới trở nên lớn dị thường ở trong nháy mắt, vô số khe nứt như mạng nhện lan từ mặt đất dưới chân hắn lan ra bốn phía ngay sau đó hai chân của hắn liền lúng vào mặt đất mỗi một thống huyết nhục toàn thân cả bộ xương đều bị lực lượng cường đại này đè ép đau đớn lan ra toàn thân ngay cả trường đao cũng như là một tòa núi lớn không cách nào cầm được ở trong tay nữa ngón tay buông lỏng nó liền rơi xuống mặt đất ầm ừ, ken ở trong nháy mắt rơi xuống đất liền tạo ra một lỗ sâu bụi bặm quay cuồng đất đá bắn ra, vốn cây đao chỉ nặng 4 năm cân nặng giờ lại như thiên thạch rơi xuống đất vậy, tạo ra trên mặt đất một cái hố to sâu hoắm. Mọi người chung quanh không tự chủ được phải ngừng thở, vừa lui lại, rất sợ bị cuốn vào bên trong khu vực bị năng lượng trọng lực này bao phủ, bọn họ có thể cảm thụ được rõ ràng, ở chỗ lăng tu đang đứng đang có một lực ép cực kỳ, nếu mà bọn họ ở bên trong cái không gian kia, sợ là xương cốt hai chân đã bị bẻ nát rồi. Lăng tu giao linh ngọc nhăn mày lại lẩm bẩm một tiếng là lo lắng vì lăng tu ánh mắt vương khải sáng hoảng sợ run rẩy lăng tu vô cùng kinh ngạc không dứt ở dưới tác dụng năng lực của thiết thiết mặt đất giống như là nam châm cực lớn mà hắn thì như cây đinh bị hút xuống ngay cả việc hơi hoạt động một bước cũng không thể làm được hắn cố gắng đứng vững dùng hết khí lực toàn thân chật vật ngẩng đầu lên nhìn về phía thiết thiết trên không trung gấp một ngàn lần trọng lực một tiếng tê khiếu đột nhiên vang lên từ trong cổ họng của thiết thiết, tâm tình tức giận bao trùm toàn bộ không gian, thân thể nhỏ nhắn này đang tự do hạ xuống đầu hắn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, vì thế càng ngày càng hung hãn, kinh khủng, cuối cùng liền giống như một ngọn núi lớn áp xuống. Con người của Lăng Tu đột nhiên co rút, công kích như vậy thì hắn mới nghe thấy lần đầu, gấp một ngàn lần trọng lực, tiểu cô nương này có thể đột nhiên tăng trong lực của một người nào đó, Lực lượng sinh ra trong sát na là khó có thể tưởng tượng. Hắn muốn tránh thoát, nhưng vì thân thể quá nặng, nặng đến mức như không khí chung quanh đã thành trạng thái cố định, trói buộc cả người hắn lại, làm hắn không cách nào nhúc nhích được. Không có ngoài ý muốn gì thì, một chiêu này của Thiết Thiết, hoàn toàn sẽ trúng mục vào Lăng Tu, thời điểm đang rơi xuống trên mặt đất, tốc độ của nàng đã đạt tới cực hạn, giống như một tia chất vậy. Ầm uhm một tiếng vang lớn kinh thiên động địa vang lên trong phiến không gian này, một cổ kình phong cường đại làng về bốn phía, lực lượng cuộn trào mãnh liệt đầy người ở gần lui về phía sau ba bốn thước, rất nhiều người ngửa mặt tè ngã xuống đất, hỗn loạn thành một mảnh. Khi cổ kình phong gào thét lao tới thì, một cổ năng lượng lục sắc từ trong thân thể nàng tuôn ra, bao bọc nàng và vương khải sáng lại, tạo thành một cái vòng bảo hộ, bảo hộ bọn họ ở bên trong, mặc cho kình phong cuồng khiếu ở bên ngoài, bọn họ lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngay chính giữa con đường, các bụi che trời, gió xoáy bao trùm tất cả, thân ảnh thiết thiết cùng Lăng Tu tạm thời bị che lấp. Một kích như vậy, như là thiên thạch giáng xuống từ trên trời, uy lực kinh người, kinh khủng đến cực điểm. Một hồi lâu sau, cuồng phong cùng các bụi mới dần dần tán đi, lúc này trong mắt mọi người, xuất hiện một cái hố to sâu chừng 4 năm thước, vô số thấy khe rảnh kéo dài trên mặt đất đường phố bị hủy không còn hình dáng gì. Mỗi người ở đây, đều cảm thụ được một nỗi run sợ phát ra từ linh hồn, trong lòng không nhịn được mà suy nghĩ, lực phá hoại như vậy là do một tiểu cô nương 7-8 tuổi tạo thanh sao, thiết thiết phủi bụi trên người một cái, bay ra từ bên trong hố to, miếm môi nói, vô cùng hài lòng nhìn phía dưới. Vừa nhìn vào trong cái hố thì, không khỏi kinh ngạc thất sắc, bên trong cái hố ngoại trừ đá vụn, thì đâu có thân ảnh của lăng tu đâu chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là hài cốt bị đập không còn chút gì sao, Giao Linh Ngọc lúc này thu hồi năng lực đứng lên, chạy tới hướng hố to, sau khi tỉ mỉ tìm tòi bên trong cũng không phát hiện thân ảnh của Lăng Tu thì, mắt nhất thời là đỏ một vòng, lại hô hoáng nói, Lăng Tu, Lăng Tu. Bầu trời vốn đang trong vắt không mây bỗng nhiên có rất nhiều mây đen kéo tới che cả ánh mặt trời, khiến cho sắc trời đều trở nên dị thường ảm đạm. Thiết thiết tự hồ không có bất kỳ hứng thú gì đối với Giao Linh Ngọc, cũng không cảm thấy nàng có cái bi hiếp gì chỉ là chu cái miệng nhỏ nhắn ngẩng đầu nhìn phong vân biến sắc trên bầu trời nghi ngờ tự lẩm bẩm di hình như trời muốn mưa rồi lại ngây thơ chất phát hướng mọi người hô to trời sắp mưa các ngươi còn đứng ở nơi này làm gì nhanh về nhà thu quần áo a à. mọi người nghe vậy đều như chim muôn bay tán loạn bọn họ cũng không cảm thấy thiết thiết là gọi bọn hắn về nhà thu quần áo mà gọi là bọn họ rời đi nếu không rời đi rất có thể sẽ bị vạ lây. Đăng đăng đăng. Một đợt tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến từ xa đến gần, hai đội mặc đồng phục hải vệ quân xuất hiện ở nơi này, khống chế hiện trường. Một người cao lớn đi ra, trên mặt có một cái vết thương như một con rết nằm trên đó, mắt phải mang một cái che mắt màu đen, tóc rác thành từng sợi, mỗi một sợi đều vô cùng bén nhọn, như là từng cây cương thứ màu đen, không có lông mi, hai con mắt bắn hàng tinh, chính là thiếu tá trọng an chính nghĩa đảo. Ở bên cạnh hắn, lại là lâm dao. Mặc áo ngắn tay màu đỏ trắng, cổ tròn lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, quần đùi màu lam nhạt lộ ra bắp đùi thon dài trắng nõn mê ngươi, trên cổ tay trái là một cái vòng tay, mâu quan tỉnh táo bình tĩnh. Trọng an, sao bây giờ các ngươi mới đến A, à, thiết thiết đã kết thúc hung thủ. Thiết thiết khoanh hai tay để trước ngực, hơi oán trách nói đây không phải là vì ta tin tưởng năng lực của thiết thiết sao? trọng an cười hắc hắc, cầm một điếu thuốc treo gẹo nói, rồi lại nói, ta cũng không biết bay a, à, sao có thể chạy nhanh như ngươi được? hừ, lại nữa rồi, luôn tìm lý do. thiết thiết như một cái tinh linh bay đến gần hắn, vương tay nhỏ bé gõ một cái vào đầu trọng an. trọng an sờ sờ đầu, hồn nhiên không thèm để ý đến những thứ này, liếc nhìn hố to, hơi có chút kinh ngạc nói ngay cả gấp một ngàn lần trọng lực cũng đã đem ra hết tên này lợi hại như vậy sao không lợi hại đâu là quá tàn nhẫn thiết thiết cũng không muốn cho hắn sống thêm một hát thiết thiết chu cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói thiết thiết hung đồ đâu lâm dao hỏi một tiếng thiết thiết đắc ý ưỡn ngực cười nói đã hài cốt không còn hì hì nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha